Em tiến kính chào toàn thể quý vị các bác cùng anh em nhé. Thưa quý vị các bác cùng anh em, trong buổi tối ngày hôm nay em đẩy lên kênh YouTube Tiến Audio Hải Dương. Đây là một video lần thứ hai. Video trước là em đã đẩy lên một đôi loa JBL Bass 40, một chiếc kèn, đó là đôi loa JBL model là JRX 115, giá rẻ hơn loa tàu. Và đôi này thì đôi loa JRX thì khách cũng đã rất nhanh tay, cũng đã chốt rồi các bác nhá. Và tiếp theo video là video tiếp theo thì em Tiến vừa vào được một mẫu loa Boss 301 AV monitor chỉ đỏ, một trong phân khúc đứng đầu trong top loa Boss 5 các bác nhá. Dòng này thì em đã giới thiệu các bác, chắc là xem video dõi theo kênh của em Tiến chắc các bác cũng thuộc lầu lầu rồi, đúng không, thuộc lầu rồi về cái định danh của nó rồi. Bên trong phân tầng của dòng loa Boss 301 AV gồm có 6 linh kiện, gồm có là 3 bóng đèn, một tụ mong mỏng và một trở sắt và một tụ vàng Mexico các bác nha. Một đôi loa siêu đẹp các bác nha, siêu đẹp. Đấy, các bác này, đẹp ơi là đẹp luôn này. Đấy, zin đét nha. Zin đét là đẹp. Đấy, các bác này. Gân này bao cho anh em chơi từ 15 trở lên các bác nhá. Gân zin này em bao cho các anh em chơi từ 15 trở lên. Và đôi loa có cái ngày sinh là ngày mùng 5 tháng 2 năm 95 các bác nhá. Ngày mùng 5 tháng 2 năm 95. Rồi, ok, quá là ok luôn, quá đẹp này. Một đôi loa không có điểm chê anh em nhá. Không có điểm chê, nó quá đẹp, quá mới, quá sáng, củ bảy màu sáng quắc quặc anh em nhá. Trùng seri của đôi củ bát đó là ngày mùng 5 tháng 2 năm 95 anh em nhá. Quá đẹp này anh em này. Soi đầu là ánh đấy anh em nhá. Đẹp móng mỏng luôn anh em ơi. Đấy, đẹp sáng quắc luôn. À, vàng óng à. Rất đẹp. Một đôi loa phải nói là tuyệt vời. Zin đét các bác nhá. Zin đét. Đấy. Bên trong của phân thân đây. Đây. Đó các bác nhá. Ba bóng đèn, một trở mỏng mỏng này, bóng vàng này. Một tụ Mexico này, một trở sắt này. Rồi anh em nhá. Rồi em Tiến sẽ tạm dừng video ở đây và sẽ lắp ráp lại đôi loa này, quay xung quanh thùng, đậy điện e-căng và cũng như là bên phần báo giá cho anh em nhá. Dạ vâng. Em Tiến kính chào quý vị các bác các anh em chúng ta nhá. Thì em Tiến cũng đã lắp ráp xong đôi loa này và bây giờ đến phần quay ngoại hình cho quý vị các bác cùng anh em. Vừa chúng ta đã xem trong bên trong nội thất rồi. Bây giờ xem đến ngoại thất. Thưa quý vị các bác cùng anh em, một đôi loa đẹp tuyệt trần. Em cũng chưa lau chùi vệ sinh, cũng vệ sinh qua thôi anh em nhá, vệ sinh qua thôi. Về cái căng của nó thì nó lành nặn, không bị bục một nhát nào, cho dù nhỏ bằng cái tăm cũng không có anh em nhá. Về cái tem loa thì thưa quý vị các bác anh em chúng ta, tem loa Boss 301 AV monitor, dòng loa kiểm âm có cái số seri là 37 các bác nhá. Hai em đọc hai số cuối là số 37 số đuôi. Hàng được sản xuất tại Birmingham, Mỹ. Có cái trở kháng là 8 ohm và có một cái công suất tối đa cho phép là 175W trên một thân thùng loa anh em nhá. Rồi ok, một đôi loa có cái sức chịu đòn lớn nhất trong phân khúc loa nằm các bác nhá. Tiếng của nó thì sáng, lạnh, cực kỳ hay. Dòng Boss thì thưa quý vị các bác anh em chúng ta là em Tiến không cần phải giới thiệu sâu xa, cũng như là không phải giới thiệu kỹ nữa rồi, bởi vì nó quá đẳng cấp và quá nổi tiếng rồi. Thì những dòng Boss này không phải nước Việt Nam chúng ta ưa dùng, mà tất cả các đất nước ở trên thế giới này đều ưa chuộng nó các bác nha. Tất cả các đất nước ở trên thế giới này đều ưa chuộng loa Boss vì nó nhỏ gọn, kê bày rất là ok. Nó nhỏ gọn và trong cái đó cái tầm chơi của nó, cái kỹ năng chơi của nó chơi nhạc và hát karaoke rất tuyệt vời, quá hay luôn, không thể chê vào đâu được. Nó đã đi vào huyền thoại rồi anh em nhá. Rồi, thưa quý vị các bác anh em chúng ta, một đôi loa quá đẹp các bác nhá, quá đẹp, quá xuất sắc. À, rất đẹp luôn. Gân này em bao cho quý vị các bác anh em chúng ta gân zin, và gân zin này chơi từ 15 trở lên anh em nhá. 15 trở lên, dám bao đôi này chơi từ 10 hay là 12 năm trở lên chứ không phải 15 đâu anh em nhá. Vì độ cái gân của nó quá là vững chắc cho anh em chúng ta. Vì em Tiến là thợ bán loa, cho nên em Tiến chỉ cần sờ vào cái gân và nhìn vào cái gân là em Tiến biết được là đôi gân này còn chơi được bao nhiêu năm nữa các bác nhá.
Rồi, một đôi loa đẹp tuyệt trần, tuyệt kỹ luôn anh em nhé. Đó. Rồi. Quá đẹp, quá xuất sắc luôn anh em nhé. Mỹ mãn luôn, rất đẹp anh em nhé. Rồi, không thể chê vào đâu được. Một đôi loa tuyệt vời. Số series 37 anh em nhé, trùng với nhau, trùng từ trong ra ngoài, liền series và trùng đôi trùng cặp anh em nhé. Rồi, và đôi loa này em Tiến có một cái mức giá bán là 11 triệu 600 anh em nhé, 11 triệu 600 một đôi loa đẹp xuất sắc thế này. Và tiếp theo cái giá đó là cái giá em bao rẻ nhất, quả rẻ nhất địa cầu Việt Nam ta rồi nhá anh em nhá, giá rẻ nhất rồi ạ. Và tiếp theo một chiếc âm ni các bác khó lòng mà bỏ qua, bởi vì cái chất của em nó quá zin và cái độ đẹp của em nó quá đẹp, đẹp đến độ leng keng luôn anh em nhá, đẹp đến cái mức độ leng keng luôn anh em. Nhìn này, cái mặt mũi của nó sáng bóng và nó có một cái thể hiện sức mạnh đẹp cực kỳ là đẹp anh em nhá, nó đẹp tinh tuyền luôn, nó đẹp huyền bí luôn anh em nhá. Một chiếc Omni Sansui model là AU Alpha 607LX cha mặt gương các bác nhá. Em đọc lại này, chiếc Omni Sansui model là AU Alpha 607LX cha. À, một chiếc Omni các bác dinh nó về, các bác có thể chơi với bất cứ dòng loa nào mà quý vị các bác các anh em chúng ta muốn và thích các bác nhá. Nó quá đẹp. Thật sự nó quá đẹp, quá xuất sắc, quá tinh túy các bác nhá. Rất đẹp. Để mà kiếm được có những con Omni nó đẹp đến mức độ này cũng rất là ít gặp anh em nhá. Sansui AU Alpha 607LX cha sử dụng nguồn điện 100V, công suất 250W các bác nhá, công suất 250W. Đây các cầu kết nối đi vào của chiếc Omni nó sáng quắc cái này mà các bác nhá, rất đẹp. Nó có chế độ đánh cầu A và cầu B và có chế độ A cộng B anh em nhá. Rồi, hàng được sản xuất tại Marin Japan Nhật Bản. Ok, một chiếc Omni tuyệt vời, đẹp. Và giá của chiếc Omni này là 7 triệu 500 các bác nhá. Vì nó có thêm hộp gỗ này nên nó sẽ cao tiền hơn là tầm khoảng 3-400 nghìn các bác nhá. Tầm 3-400 nghìn, nó cao hơn tiền là 3-400 nghìn. Còn nếu các bác muốn đóng mới thì riêng cái hộp gỗ này để vào lắp cho Omni cho nhà mình thì 500 nghìn các bác nhá. 500 nghìn một đôi hộp gỗ này, 500 nghìn anh em nhá. Rồi ok, quá đẹp, quá là sang trọng. Một chiếc Omni tuyệt vời, đánh loa nào cũng hay anh em nhá. Thì chiếc Omni này nó có thể đánh kiêm được hai cặp bốt như này anh em nhé, nó kiêm được hai cặp bốt như này. Và bây giờ thì em Tiến kính mời toàn thể quý vị các bác anh em chúng ta hãy cùng đón nghe âm thanh và chất âm của đôi loa này. Và bây giờ thì em bật nhạc này từ TV. Chuyện về tình yêu như sắc hoa mang màu nhớ.
Em phải xoay cái âm đi nó lỏng lỏng rồi. Chợt buồn chợt vui anh biết đâu Thế mới đầu.